Wow, bây giờ mình sẽ xin chào con mèo. Con mèo ốm đen. Chết kìa. Ui, hay quá. Bùm. Chết đi. Bùm. Anh ghế. Bùm. Bùm. Đi ghê. Tức liêu. Ôi vui. Có đi nha. Đúng rồi. Wow, thắng rồi. Thắng rồi, thắng rồi. Thắng rồi. Let's go. Wow. Cái chữ không biết đọc tại gì nữa. Bum bum. Đóng cái bát. Yo yo yo. Con này. Nó phải con nào nữa. Vô luôn đi. Vô. Ui. Hay quá. Lưu lưu. Wow. Đừng. Nam dự ta. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui! Em yếu đi rồi. Rồi, cái này rất khó vậy. Bầm. Quá mẹ, nãy giờ mình chưa gặp boss hả? Nãy giờ mình chưa đấu với con boss nào hả? Nét, được 189 đồng. Trời đất ơi. Nét. Ốc, ui à. Đó, may quá, nó không bắn được mình. Ây, trời ơi. Đó. Ở mấy bạn xuất tiên mới ghê chứ. Ôi hiểu quá. Ui. Âm chẳng. Chị ghế. Đó. Rồi, thầy thầy. Yo yo. Trời ơi cái này không có quá, mình không bắn được. Đó, con boss kìa. Chắc rồi. Hồi sinh hồi sinh. Hay hả bữa rồi chết kìa. Cái gì điện giật kìa. À, mở được cái hồi máu. Gì ấy? Mình nói lên. 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 Rất nhiều.
ơi, cái chữ đó khó vậy ơi nhá. Wow, sao quá nè. Bây giờ mình sẽ giúp mình sẽ quay trở lại cái lỗ. Và bây giờ cái lỗ này mình vô đây vô. Wow, rất tốt. Cái lỗ đó lại. Bên lại. Hộp. Đó, đây đến rồi. Đi đến rồi. Ở bao lần tiếp theo. Hãy tụi mày xuống thôi. Ôi làm sao mà kẹt được thế. Ủa qua bên này thôi. Rồi bên trái bên này nó bị ngập rồi. Để qua. Ờ mà chắc không qua được nữa. Qua được không? Thôi qua được. À mình hiểu rồi, mình hiểu. Qua được không kệ, nó không qua được. À, mình hiểu cách đi, cách chơi sao rồi. Thôi cái này con chó nè. Thôi mấy con ông chưa được cái tranh giác này luôn, cái ghê chứ. Để cây cầu. Thôi một đống mông luôn kìa. Thôi không chưa qua được luôn. Ok lại. Ôi này đúng không? Trời ơi, mấy cái tên đường kìa, không khôn gì lên đó. Không được khôn tại trưởng. Cái này quảng cáo thôi. Nè cái này. Bây giờ mình lắp cái này lại. Đây lắp lại. Thật quá thôi. Thấy chưa. Nó không qua được. Qua. Hết chết. Ê qua được 40% rồi. Trời ơi, chậm quá, quay như vậy chậm quá. Cái chuyện nào mới qua được trời. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, lâu vậy. Lên coi. Thôi biết chơi lại quá. Chơi lại đi. Ok là cho tụi mày xuống. Ây. Nghe à, mình hiểu rồi. Cái bài thế này chơi qua một lần luôn. Đó, cho nó cạc qua như vậy á. Con bay lên kìa. Bực. Wow, xong. Bây giờ nó qua được. Rồi, chị cho. Bực cái hình ảnh. Ôi, con bay xuống. Ôi, khỏi nó kẹt luôn rồi. Lại đi. Ê, tụi mày rớt xuống. Bực xong. Lên. Vào vô. Ê, cái cục này dưới này. Ôi, nó bự quá vậy. Đánh lại. Ui, không biết được. Ui. Làm sao? Hỏi làm sao qua đây? Mình muốn làm. Con công ty này thua rồi. Con ơi cái lọ này bự quá sao mà chặn đây? Ê, được rồi nè. Được rồi. Ôi, lại thua rồi. Thua thiệt chứ. Đợi qua coi. Ôi, coi nãy nó đẩy qua đường rồi, giờ hết đợi được rồi.
Ồ quá. Không được. Bật đi ra đi. Ngủ là không ra được. Đi ra. Không qua được. Có à, vậy luôn cho ngồi trời. Nửa ngu nữa. Nó là khổ mày. Bịch. Thôi. Lại. Tốt. Nửa ngu rồi. Đó, bịch lại đi, mệt quá. Đợi ngu ngồi đợi. Ngồi đợi nó cái này nước cái ngồi đi được hết trơn. Lấy cái này dễ hơn hơn. Rồi qua này. Qua wow. Alo. Mười pháp kinh tỷ kheo Kalama Tăng Chi Bộ 4459 Tỳ kheo Kalama Pháp đưa đến thăm hòa thuận tại đấy. Nhưng việc của tỳ kheo Kalaka Thế Tôn gọi các tỳ kheo ngày các tỳ kheo vung mặt Thế Tôn các tỳ kheo ấy vung đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ở đây này các tỳ kheo ưa thích kiện tụng không tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các tỷ kheo ưa thích kiện tụng không tán thán nào lắng dịu các cuộc kiện tụng. Pháp này không đưa đến thân thái, không đưa đến kính trọng, không đưa đến bắt chước được làm quen, không đưa đến hài lòng, không đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỷ kheo không ưa học pháp, không tán thán chấp nhận các học pháp. Về các tỷ kheo không ưa học pháp, không ưa học tập, không tán thán chấp nhận các học pháp. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỷ kheo ác dục, không tán thán nhiếp phục ác dục. Về các tỷ kheo ác dục, không tán thán nhiếp phục ác dục. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỷ kheo phận nộ, không tán thán nhiếp phục phận nộ. Này các tỷ kheo phận nộ, không tán thán nhiếp phục phận nộ. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỷ kheo dầm pha, không tán thán nhiếp phục dầm pha. Này các tỷ kheo dầm pha, không tán thán nhiếp phục dầm pha. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỷ kheo lừa đạo, không tán thán nhiếp phục lừa đạo. Này các tỳ kheo lừa đạo, không tán thán nhiếp phục lừa đạo. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo mang cá, không tán thán nhiếp phục mang cá. Này các tỳ kheo mang cá, không tán thán nhiếp phục mang cá. Pháp này không đưa đến tham ái, không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Này các tỳ kheo thánh không vâng theo chánh pháp, thánh không tán thán vâng theo chánh pháp. Này các tỳ kheo thánh không vâng theo chánh pháp, thánh không tán thán chánh vâng theo chánh pháp. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo không thiền tịnh, không tán thán thiền tịnh. Này các tỳ kheo không thiền tịnh, không tán thán thiền tịnh. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo không có tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, không tán thán việc đón tiếp tốt đẹp. Này các tỳ kheo không có đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, không tán thán việc tiếp đón tốt đẹp. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo như vậy, nếu có ước muốn nào khởi lên,
Ôi mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường tôi. Nhưng các vị đồng phạm hạnh không cung kính, không tôn trọng, không đảnh lễ cúng dường vị ấy. Vì sao? Vì các tỳ kheo, vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quán thấy các pháp ác bất thiện không được đoạn tận trong vị ấy. Ví như này các tỳ kheo, có loại ngựa không thuần thục, dầu cho có khởi lên ý muốn như sau, mong rằng loài người sẽ đặt ta trong vị trí của con ngựa đã được thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Nhưng loài người không đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, không cho nó ăn các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, không điều phục nó với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được những tánh hạ lực, sự lừa đảo dối, xảo trá, xảo quyệt. Cũng vậy, để các tỳ kheo với tỳ kheo như vậy, nếu có ước muốn nào khởi lên, ôi mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường ta. Nhưng các vị đồng phạm hạnh không có cung kính, không tôn trọng, không đảnh lễ, không cúng dường vị ấy. Vì sao này các tỳ kheo? Vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quán thấy các ác bất thiện không được đoạn tận trong vị ấy. Nhưng ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo không ưa thích kiện tụng, tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các tỳ kheo không ưa thích kiện tụng, tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến kính trọng, đưa đến pháp, đưa đến muốn làm quen, đưa đến hòa đồng, đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo ưa thích học tập, tán thán chấp nhận học pháp. Này các tỳ kheo ưa thích học tập, tán thán chấp nhận học pháp. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo ích dục, tán thán nhất phục ích các dục. Này các tỳ kheo ích dục, tán thán nhất phục các dục. Pháp này đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo không phận nộ, tán thán nhất phục phận nộ. Này các tỳ kheo không phận nộ, tán thán nhất phục phận nộ. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo không dèm pha, tán thán nhất phục dèm pha. Này các tỳ kheo không dèm pha, tán thán nhất phục dèm pha. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo không lừa đảo, tán thán nhất phục lừa đảo. Này các tỳ kheo không lừa đảo, tán thán nhất phục lừa đảo. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo không mang trá, tán thán nhất phục mang trá. Này các tỳ kheo không mang trá, tán thán nhất phục mang trá. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo vâng theo chánh pháp, tán thán theo chánh pháp. Này các tỳ kheo vâng theo chánh pháp, tán thán vâng theo chánh pháp. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh. Này các tỳ kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Lại nữa này các tỳ kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, tán thán việc đón tiếp tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh. Này các tỳ kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, tán thán việc tốt tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. Này các tỳ kheo như vậy nếu không có ước muốn nào khởi lên, ôi mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường ta. Nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường vị ấy. Vì sao này các tỳ kheo? Vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quán thấy các pháp ác bất thiện đã được đoạn tận nơi vị ấy. Ví này về các tỳ kheo, một con ngựa thuần thục dầu cho không khởi lên ý muốn như sau, mong rằng loài người sẽ đặt ta trong vị trí của con ngựa đã thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục ta với điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Như loài người vẫn đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, cho nó ăn với các đồ dành cho con ngựa thuần thục, điều phục nó với điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được tánh hạ liệt gian dối,
giả dối sợ cá sợ người của nó đã được đền tội. Cũng vậy này các tỳ kheo, với tỳ kheo như vậy, nếu không có khởi lên ước mơ, tôi mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng đảnh lễ chính đường ta. Nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cung kính tôn trọng đảnh lễ chính đường vị ấy. Vì sao? Vì rằng các tỳ kheo, các vị đồng phạm hạnh có trí thấy rõ rằng các pháp thức thiện ấy đã được đảnh tận nơi vị ấy. Chính bất thiện, kinh với thân, tăng chi bộ 4. Với thân, này các tỳ kheo, có những pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời. Có những pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân. Có những pháp cần phải đoạn tận, không phải với thân, không phải với lời. Mà sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ. Và này các tỳ kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời? Ở đây này các tỳ kheo có vi phạm điều bất thiện về thân về một vấn đề gì? Sau khi suy xét về vấn đề ấy, các đồng phạm hạnh có trí đã nói với vị ấy: tôn giả có phạm điều bất thiện về thân về một vấn đề này, thật tốt lành thay nếu tôn giả từ bỏ thân làm ác và tu tập thân làm thiện. Vị ấy được các đồng phạm hạnh có trí sau khi xét nói như vậy đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm thiện. Này các tỳ kheo, nhận pháp này được gọi là nhận pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời. Và này các tỳ kheo, thế nào là nhận pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân? Ở đây này các tỳ kheo phạm điều bất thiện với lời về một vấn đề gì? Sau khi suy xét về vấn đề ấy, các đồng phạm hạnh có trí đã nói vị ấy: tôn giả có phạm điều bất thiện về lời về một vấn đề này, thật tốt lành thay nếu tôn giả từ bỏ lời nói ác, tu tập lời nói thiện. Vị ấy được các đồng phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói thiện. Này các tỳ kheo, nhận pháp này được gọi là nhận pháp cần phải đoạn tận về lời, không phải về thân. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận, không phải với thân, không cũng không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận? Tham, này các tỳ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận sân si, phẫn nộ, kiềm hận, dèm pha, nạo hại, sân tham. Này các tỳ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận ác tật đó. Này các tỳ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận. Và này các tỳ kheo, thế nào là ác thực đố? Ở đây này các tỳ kheo, có người gia chủ hay cho người gia chủ dồi dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc và hay vàng. Ở đây một người nô tỳ hay người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: ôi sự dồi dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng, thật sự không thuộc về người gia chủ hay con người gia chủ này, hay một sa môn bà la môn có được các vật dụng như y áo, đồ ăn cất thật, tàn tạ, dược phẩm trị bệnh. Ở đây một sa môn hay bà la môn khác khởi lên ý nghĩ như sau: ôi mong rằng vị tôn giả này không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn cất thật, tàn tạ, dược phẩm trị bệnh. Này các tỳ kheo, ở đây gọi là ác tật đố. Ác tật đố này các tỳ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời, mà cần sau khi thấy bằng trí tuệ cần phải đoạn tận. Này các tỳ kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không phải với thân, không phải với lời, mà sau khi thấy bằng trí tuệ, với trí tuệ cần phải đoạn tận. Và này các tỳ kheo, thế nào là ác dục? Ở đây này các tỳ kheo, người không có lòng tin lại muốn rằng mong rằng họ biết ta có lòng tin, có ác giới lại muốn rằng mong rằng họ biết ta là người nghe nhiều.
là người ưa thích hội chúng, lại muốn rằng mong rằng họ biết ta là người sống biện ly, là người biến nhát, lại mong rằng họ biết ta là người tinh tấn, là người thất niệm, lại muốn rằng mong rằng họ biết ta là người được an trú, là người không có định, lại mong rằng họ biết ta là người có định, là người ác tuệ, lại mong rằng họ biết ta là người có trí tuệ, là người chưa đoạn tận các lậu hoặc, lại mong rằng họ biết ta là người đã đoạn tận các lậu hoặc. Này các tỳ kheo, đây gọi là ác dục. Ác dục này, này các tỳ kheo cần phải đoạn tận, không phải với thân, không phải với lời.